101 câu chuyện. Hello, xin chào các bạn nha. Đây là bộ sticker tiên cá Ariel có giá là 79.000 đồng, chị mua ở Aeon siêu thị Nhật Bản nè. Đây, thấy đẹp quá thì chị mua. Chứ 79.000 á, trời ơi, thiệt sự luôn. Cũng ăn được rất là, ăn được tia mấy ly trà sữa đó nha. Kiểu như trà sữa ở trong xóm á các bạn. Ôi trời, ai nhanh dán dính luôn các bạn ơi. Hả? Ôi trời, có đường rớt như vậy. Yeah. Ê, dán dính luôn. Đây nè, đây nè, cho các bạn xem ha. Đây nè, trời ơi, dán keo dính vô luôn. Còn đây, có ai đeo móng tay này hay không? Cái sticker này á, tèn 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 tèn, nó là một cái sticker dẻo nha. Chúng ta sẽ quấn nè. Rồi chị quấn, chị bóp, chị làm tùm lum tùm 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 luôn. Nhưng mở ra, nó vẫn rất là đẹp và rất là mịn, êm tay. Và câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay sẽ bắt đầu từ ngôi nhà. Ngôi nhà được làm từ những cái lá rong, các bạn sẽ xòe ra giống như là những cái cánh hoa sen vậy đó. Quá đẹp luôn đó. Cây rong này giống như là cây rong thần đó nha. Rồi mình sẽ tô màu. Wow, rất là đẹp luôn. Và đây, trinh trinh trinh, bốn nàng tiên cá của chúng ta, đó là bốn chị em nha. Đó, các bạn xem này nha. Chị hai sẽ ở trong cái ngăn này, chị ba sẽ ở đây, chị bốn đó, và em út nhỏ xíu xíu sẽ ở đây. Và cái cây rong này đó các bạn, thì nó sẽ có trái nha. Đó, chúng ta sẽ làm như thế này, xung quanh của nó thì sẽ có những cái trái rong đó, những cái rong biển mà tròn tròn, cái hạt các bạn cắn bập 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 bập, nhớ không? Các bạn nào ăn cái đó chưa ta, thì sẽ được mọc như thế này để che chắn giống như cái cửa của nàng tiên cá nha. Cánh cửa rất là đặc biệt đúng không? Ok, nhìn cái nhà này là chị còn muốn vô ở nữa đó, không biết các bạn có muốn vô ở hay không nha. À, và các bạn xem nè, cây rong này đúng là cái dạng như là cây thần tiên luôn đó các bạn nha. Ở đây là những cái chùm rong nho, nó sẽ che chắn làm cửa cho tiên cá này. Còn ở đây đó là loại rong tim đó, rong nho mà hình trái tim, rất là đặc biệt luôn. Và đây thấy gì chưa, những cái ngọc trai quý hiếm sẽ được chôn cất nha, sẽ được cất ở dưới cái gốc của cái cây rong này nè. À, và ở đây sẽ có những cái bọt bong bóng. Những cái bọt bong bóng nó bay ra ha. Và có những cây rong con nữa nè, vỏ sò. Ok, những cái gì tuyệt vời nhất thì sẽ để ở đây. Dĩ nhiên, đó, cây rong nho tim thì sẽ có cây phép thuật tim nè. Trời ơi, rồi cây phép thuật vỏ sò nè. Trời ơi, sao mà đẹp dữ vậy nha. Cũng sẽ cất ở đây luôn các bạn. Đó, cái khu này á, giống như là để cất báu vật vậy đó nha. Còn đây các bạn nghĩ sao? Ba bộ trang phục, ôi trời ơi, rất là đẹp luôn nè nha. Đuôi cá xanh ha. Và nè, đại dương mênh mông nè. Quá xinh luôn. Đó, là của ba cô tiên cá lớn nha. Tại vì tiên cá em út á là còn nhỏ cho nên là chưa có đồ. Rồi mấy cái móng tay này thật sự luôn á là chị cũng không biết là làm gì luôn các bạn ơi. Cái móng này nó nhỏ lắm nha, phải chi mà có bạn nào gần á ha. À, hoặc là thích thì inbox, biết đâu chị sẽ ship cho mấy bạn thì sao ha. Chứ nó nhỏ nè các bạn thấy không. Nhưng mà lên móng tay là nó sẽ rất là xinh nha. Ôi móng tay biển cả của những nàng công chúa tóc đỏ Ariel nè, rất là xinh luôn. Mà thôi, chắc là chúng ta sẽ vào câu chuyện của ngày hôm nay, chuyện gia đình bốn chị em tiên cá. Và câu chuyện xin được phép bắt đầu. Nào các em ơi, hãy dậy đi, ta đã thấy ánh sáng len qua biển rồi. Út ơi, dậy đi. Rồi bé hai, bé ba nữa. Trời ơi, tiên cá gì mà ngủ nướng thấy ớn luôn. Ôi, trời ơi, mới ngủ một chút xíu mà đã sáng rồi hả chị? Nhưng Út cũng đâu biết làm gì đâu, hay cho Út ngủ nữa đi. Không được, phải dậy tập bơi. Thôi, dậy rồi, thật là thoải mái quá đi. Ôi, mà chị nè, em Út nó nhỏ xíu, tự nhiên bắt nó đi tập bơi chi chứ, cho nó ngủ cho đã đi. Thôi, không thể nào làm biến nhóm cô được. Ngoài kia có biết bao nhiêu loài cá hung dữ, kể cả con người nữa, cũng rất là độc ác, luôn muốn bắt chúng ta. Cho nên, phải dậy tập bơi. Út à, thôi cho con bé nó ngủ một chút xíu đi, nhìn nó thật là non đó. Bây giờ mà nó bơi ra ngoài hả, gặp mấy con cá hung dữ thì tiêu luôn á. Cho nó tập bơi vòng vòng ở nhà cũng được rồi, có cái cây rong nho này bảo vệ nó. Ê chị ba, chị Tư môn năm, chị Tư môn năm. Đúng rồi đó, Út thích bơi vòng vòng cây rong nho hơn. Út không thích bơi ngoài biển lớn, Út sợ lắm. Có các chị ở đây thì bảo vệ em rồi, cần gì phải sợ chứ. Đúng rồi, em tính cả đời chỉ sống quanh quẩn ở cái cây rong nho này thôi sao. Không nói nhiều, đi. Đi thôi, em không được nhát như vậy. Như vậy là ai cũng đi hết rồi hả. Thôi, vậy thôi, mình ở nhà ngủ để canh cái cây rong nho này. Nếu không á hả, người ta vô đây nhổ cây rong nho và lấy hết báu vật thì sao chứ. Thôi, bơi ở đây thật là thư giãn quá. Cây rong nho thật là đẹp. Ôi, nhưng mà chắc là không có ai tới đây làm phiền mình đâu. Hay là mình sẽ ra ngoài để mình ngủ một giấc ở trên những cái cây rong nho này nè. Ý, đã quá. Nhưng cuộc sống đúng là không dễ dàng với những nàng tiên cá. Và ở gần đó có một nàng tiên cá nhỏ rất là ác độc nha. Đây, đó, nhưng mà cô ta lại có một người bạn là cá heo hồng. Cây rong của ta quá nhỏ, ta muốn chiếm lấy cây rong to của những nàng tiên cá kia. Nhưng của người ta mà làm sao lấy được vậy trời. Người là bạn của ta phải nghĩ cách cho ta. Trời ơi trời, là bạn thôi mà, tự nhiên bắt người ta nghĩ cách sao nghĩ được.
Được rồi, như vậy người hãy đem lọ thuốc độc này tưới vô gốc cây rong nho. Trời ơi, sao ác dữ vậy? Tự nhiên người chưới thuốc độc vô cây rong nho rồi nó chết thì sao? Nó không chết đâu, mà chỉ có những con nhỏ tiên cá đó chết thôi. Hả? Ác độc quá, tôi không làm những chuyện như vậy. Như vậy mà còn nói là bạn thân với nhau à? Bạn thân kiểu gì vậy hả? Thì bạn thân là thân ai nấy lo đó. Chuyện ác độc như vậy làm sao các em làm được? Thôi được, như vậy chỉ cần người im lặng là được, để ta làm. Trời, bây giờ mình phải im lặng hả? Im lặng là đúng hay sai vậy trời ơi? Tôi là một chú cá thân thiện, tôi là một chú cá dễ thương. Bây giờ bắt tôi im lặng để nhìn cô ta làm chuyện xấu xa như vậy thì đúng không? À, làm sao đây? Nhưng cô ấy là bạn thân nhất của mình. Đây là cô tiên cá nhỏ, tranh thủ rải thuốc lên trên cây rong nho, sau đó ngồi đây chờ, núp ở trong bụi rong luôn. Có tiếng động gì lạ dạ vậy ta? Để ta đi kiểm tra coi. Ờ, không thấy gì hết. Thèm rong nho quá, ăn một miếng. Ngon quá. Vậy là sau khi ăn xong thì cô này ba la. Ta đã nhốt cô ta trong cái lọ này rồi, đã bắt được một nàng tiên cá rồi. Đi trốn thôi. Ôi, ngày hôm nay em bơi cả ngày luôn, mệt quá à. Chị ba ơi, ý lộn, chị Tư ơi. Chị Tư đâu rồi, chị Tư ơi? Hồi em thấy chị Tư đâu hết, em mệt, em ngủ đây. Quái lạ, chị Tư nói là ở nhà coi nhà, mà sao đâu mất tiêu rồi? Tư ơi, Tư, bé Tư ơi. Thôi, đâu mất tiêu rồi ta. Tính đi tập bơi về á, xong rồi sẽ kêu chị Tư nữa thay đồ để đi dự lễ hội tiên cá. Mà bà đi đâu mất tiêu rồi? Sắp trễ giờ rồi, hay là mình thay đồ đi luôn đi. Ừ, mình đi trước đi, để coi bà đi đâu rồi. Chắc là bà đi chơi mất tiêu rồi. Bộ này không có vừa. Đây mới đúng là bộ đồ của mình nè. Đó, tiên cá chị. Đó, đồ đẹp không mọi người? Tiên cá rất là đẹp, mặc thêm đồ thì lại càng đẹp. Đây, quá xinh luôn. Trời ơi, còn bộ đồ của bà đâu rồi không biết. Thôi, mình cứ đi lễ hội đi, rồi tính sao. Trời ơi, đi hết còn một mình ở nhà sao? Mình thử mặc bộ đồ này vô xem sao nha. Trời ơi, trời ơi, ơi. Không có dừa. À, mình phải đi báo tin thôi. Chị hai hả? Chị hai cẩn thận, đừng ăn rong nha, kẻo không là bị ngộ độc. Hả? Ai đó? Ai mới nói gì vậy đó? Mình không thấy ai hết. Thôi, mình đi bơi cả ngày mệt quá, mình sẽ đi ngủ đây. Thêm một đứa tiên cá ở nhà một mình nữa. Con nhỏ này là em Út, ta sẽ xử lý nhanh gọn lẹ. Hey! Như vậy là đã bắt được hai đứa rồi. Thả chị em tôi ra, thả chị em tôi ra. Bị điên hay gì, tự nhiên người ta bắt vô rồi bây giờ kêu thả ra. Nhưng mà thả đi, đừng làm chuyện ác, sẽ không tốt. Đúng rồi đó, bạn dâu yêu ơi, đừng làm chuyện xấu, thả tiên cá ra đi. Nè, cá heo. Hả? Bạn mà còn binh vực những con tiên cá này nữa là coi chừng mình đó. Mình đang muốn kiếm một cây rong thật là tốt, thật là đẹp, làm nhà cho hai đứa mình mà bạn sao vậy? Vì mình không muốn bạn làm chuyện xấu thôi mà. Xấu gì chứ, mình chỉ nhốt nó vô trong đây thôi, chứ có làm gì đâu. Không xấu, không xấu. Ôi, đi dự lễ hội về rồi. Út ơi, chị Tư về chưa? Út ơi, Út ơi. Trời đất ơi, Út cũng mất tiêu rồi. Nhớ là nó đang buồn ngủ. Nó nói để nó buồn ngủ, nó nằm ngủ. Mà giờ nó đâu luôn rồi? Rồi, con bé Tư nữa. Ôi, hai chị em tự nhiên mất tích kỳ lạ. Chắc là có vấn đề rồi. Xin chào hai tiên cá, tôi là Bọt Biển Thân Thiện đây. Cô tiên cá Út và tiên cá thứ Tư đã bị tiên cá Nhí bắt đi rồi. Sao chứ, sao mà tiên cá Nhí mà bắt được tiên chị Tư chứ, chị Tư to như vậy mà. Đúng rồi đó, làm sao mà bắt được. Thật mà, tiên cá Nhí đã rải thuốc độc vô cây rong nho. Trời, trời, cô ta ác độc như vậy sao? Được rồi, hãy đợi đấy, chúng ta sẽ đi cứu đây. Khỏi cần đi, ta đã đến đây rồi. Bây giờ, các người á hả, muốn ta tha cho tiên cá Út và tiên cá chị Tư thì hãy đưa cây rong nho này cho ta. Hay là cho tôi ở chung cũng được. À, chứ đuổi đi hết cũng buồn. Nè, ngươi có phải bạn ta không vậy chứ? Không, ta không thích ở chung với ai hết. Các cô phải dọn ra khỏi đây. Nếu không, thì cô tiên cá Út và tiên cá Tư mãi mãi trong cái hũ này. Thế tội nghiệp quá đi á nha. Hay là hai cô á, đưa cái cây rong nho cho tiên cá Nhí đi, để được thả. Hoang đường, im đi. Cây rong nho này, chúng tôi đã cẩn thận chăm sóc và trồng thật lâu mới được một cái cây rong nho to và đẹp như thế này. Tại sao lại phải đưa cho các cô chứ? Đúng rồi đó, xưa nay tiên cá là loài tiên rất hiền ha. Hôm nay không ngờ tiên cá Nhí tính làm ăn cướp à. Tôi không cướp, tôi chỉ muốn thỏa thuận thôi. Cướp mà, cướp thật mà, tự dưng đi bắt cóc người ta, đòi lấy cây rong nho lãng cướp chứ gì nữa. Trời đất, cái con cá này ta kết bạn với nhà ngươi không biết là đúng hay sai nữa hà. Và tranh lúc hai bên cãi lộn thì cô này đã lấy ra và thả ra. Ai mượn nhiều chuyện chi. Đây, khỏi cần gì hết, tôi đã thả được tiên cá ra rồi. À, chúc mừng cha, chúc mừng nha.
Trời ơi, bà xàm quá, bà nhiều chuyện quá, bà đi ăn cướp mà bà nhiều chuyện quá. Bây giờ thả ra rồi kìa. Ôi, trời ơi, tức quá đi á mẹ. Cũng tại là ngươi hết đó nha, bây giờ làm sao đây chứ. Bây giờ chạy đi, chứ nếu không là bị bắt đó. Nè, đứng lại, đâu dễ chạy thoát như vậy chứ. Hãy chờ ta. Ta sẽ bơi ngược bên đây để chặn đầu. Ta sẽ bơi lên trên coi nhà ngươi thoát kiểu gì. Còn mình thì lại ngồi đây chờ. Thôi không biết có bắt được không. Tiên cá nhỏ luồn lách rất là giỏi, cho nên là không biết là có bắt được hay không nữa. Ở đây, kết quả là đã bắt được cô ta. Và để cô ta ở trong đây luôn nha. Còn chú cá heo hiền lành thì bây giờ lại kết bạn với lại bốn cô này. Thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi không muốn bị nhốt ở trong đây, thả tôi ra. Cuối cùng thì cô cũng được sống trong căn nhà cây rong nho rồi, còn đòi gì nữa chứ hả. Và câu chuyện của chị đến đây là kết thúc rồi đó. Câu chuyện ngộ nghĩnh vui vui, hy vọng rằng sẽ giúp cho các bạn vui trong một ngày học tập thật mệt mỏi nha. Nhưng không biết là các bạn có thấy thích hay không? Có thích bộ sticker siêu đẹp này không? Chị mua 79.000 đó nha. Chị thấy nó cũng khá là đẹp. Và đặc biệt là cây rong nho ngày hôm nay chị vẽ cũng rất là xinh. Không biết là các bạn có thích hay không nữa. Nếu thích thì để lại comment, like và đăng ký thành viên kênh ủng hộ chị ha. Còn video thì đến đây là kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.